Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ án Vien Pharma, mặc dù Bộ Y tế cho rằng thuốc điều trị ung thư H. Capitol do công ty Vien Pharma nhập khẩu không phải là hàng giả, nhưng trong một thông tin được ông Trần Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chia sẻ đã khẳng định thuốc trị ung thư H. Capitol là hàng giả. Ông Hùng cho biết từ tháng 4 năm 2015, khi kiểm tra thuốc của Vien Pharma, Hội đồng Bộ Y tế đã kết luận thuốc H. Capitol không được sử dụng cho người. Sự việc làm giả hết sức nghiêm trọng. Việc các cơ quan của Bộ Y tế cho rằng thuốc 97,5% có dược chất nhưng không đúng hàm lượng đã đăng ký nên không kết luận được là hàng giả. Hành vi giả chỉ là một cách ngụy biện. Theo ông Trần Hùng, H. Capitol là hàng giả, thuốc giả và cần được xử lý đúng tội danh buôn bán hàng giả và yếu tố nghiêm trọng, đó là thuốc chữa bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Trước đó, thì tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 30 tháng 8, ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định các hồ sơ của công ty Vien Pharma quá tinh vi nên khi cấp phép nhập thuốc, cơ quan Bộ Y tế đã không phát hiện hành vi giả dối của công ty này.